Bộ sản phẩm phân bón đầu trâu NPK 16168 Bình Đền, Quảng Trị với công nghệ ure hóa lỏng một hạt mới phù hợp cho tất cả các loại cây trồng. Đầu trâu NPK 16168 cộng 9S với đạm, lân, kali, lưu huỳnh giúp cây phát triển mạnh, năng suất cao và tăng độ phì nhiêu cho đất. Đầu trâu NPK 16168 cộng 6S bổ sung trung vi lượng thông minh giúp nhà nông tiết kiệm chi phí, cây phát triển nhanh, ra hoa đều, đậu trái tốt, tăng khả năng chống chịu với thời tiết bất lợi. Bộ sản phẩm đầu trâu NPK 16168 Bình Đền, Quảng Trị tăng năng suất, tăng lợi nhuận. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của cuộc thi chinh phục năm 2024. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị và VNPT Quảng Trị tổ chức. Đặc biệt từ năm 2023, chương trình chinh phục nhận được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí sản xuất cho chương trình và xin được nói lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị đã đồng hành cùng chương trình. Ở trận thi đấu đầu tiên của vòng 2 cuộc thi chinh phục, Lê Nguyễn Tiến Nhân đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng đã xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết của cuộc thi chinh phục năm nay. Và chúng ta đang có mặt ở trận thi đấu thứ 2 của vòng 2 cuộc thi chinh phục. Và ai sẽ là người ghi tên mình bước tiếp vào trận chung kết? Vâng, và lúc này đây chắc chắn rằng cả 4 bạn thí sinh đã sẵn sàng để mang vinh quang về cho huyền nhà nơi các bạn đang sinh sống, mang vinh dự về cho ngôi trường mà các bạn đang theo học, cũng như mang vinh hạnh về cho gia đình, bạn bè, thầy cô của mình. Và xin được chào đón 4 bạn thí sinh sẽ tham gia tranh tài trong trận thi đấu thứ 2 ngày hôm nay. Xin được chào đón ở vị trí thi đấu đầu tiên, Lê Ngọc Cẩn Ninh để từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng. Em xin kính chào chị MC, các thầy cô trong ban giám khảo và các bạn có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Ngọc Tuấn Anh, đến từ lớp 10A1 trường của trường Trung học phổ thông Hải Lăng. Đến với cuộc thi ngày hôm nay thì em khá là thoải mái và sẽ cố gắng làm được điều tương tự như anh Thiên Nhân đã làm. Tuấn Anh ơi! Tuấn Anh ơi! Chúng tôi cũng hy vọng như vậy. Cảm ơn Tuấn Anh. Ở vị trí thi đấu thứ 2, xin được chào đón Lê Việt Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Gio Linh. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến quý thầy cô bạn cô vẫn chị MC cùng toàn thể các bạn cổ động viên đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Việt Hoàng đến từ lớp 11A3 trường Trung học phổ thông Gio Linh, và đến trận đấu ngày hôm nay em sẽ mang theo một tinh thần quyết đấu, quyết chiến để giành lấy vinh quang cho lớp 11A3 và trường Trung học phổ thông Gio Linh ạ. Việt Hoàng, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Vâng, cảm ơn Việt Hoàng và chúc các bạn thật là may mắn. Ở vị trí thi đấu thứ 3, xin được chào đón Hồ Trọng Hóa đến từ trường Trung học phổ thông Hướng Hóa. Em xin kính chào quý thầy cô giáo, em xin chào chị MC và các bạn cùng chơi. Đến với cuộc thi lên vòng thứ 2 thì cảm xúc đầu tiên của em là vẫn hồi hộp như vòng 1. Tuy nhiên em vẫn biết ơn bản thân em đã cố gắng hết sức để đến được vòng 2 và có thể tranh tài với các bạn cùng thi rất là xuất sắc trong huyền nhà. Em cảm ơn. Trọng Hóa. Và ở vị trí thi đấu thứ 4 là một gương mặt đại diện của trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh. Xin được chào đón Nguyễn Tất Thành. Em xin chào các thầy cô và các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Tất Thành, học lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh, và em đến đây với tinh thần là giao lưu học hỏi và rất mong các quý vị khán giả và các thầy cô cổ vũ cho em để em có kết quả tốt nhất. Tất Thành, Vĩnh Linh. Tất Thành, từ vâng, xin được gửi lời chào đến cả 4 bạn thí sinh và chúc cho cả 4 bạn thí sinh của chúng ta thật là may mắn trong trận thi đấu ngày hôm nay. Vâng, và đến với trận thi đấu thứ 2 của vòng 2 cuộc thi chinh phục, xin được trân trọng giới thiệu các thầy cô trong ban cố vấn. Xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Lê Ngọc Thành đến từ phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị. Trân
trân trọng giới thiệu thầy giáo Lê Đức Hải đến từ phòng giáo dục trung học giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị. Trân trọng giới thiệu cô giáo Lê Thủy Hằng đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Trần Phước đến từ trường Trung học phổ thông Bùi Dục Tài. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Lê Thanh Tuấn đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bến Quan. Trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Kim Hảo đến từ trường Trung học phổ thông Cam Lộ. Trân trọng giới thiệu cô giáo Hồ Thị Hồng Giang đến từ trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, huyện Cam Lộ. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Thanh Dũng đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Ngọc Sinh đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Đình. Một lần nữa xin được cảm ơn các thầy cô trong ban cố vấn đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, và với 4 bạn thí sinh tham dự trận thi đấu vòng 2 của cuộc thi chinh phục, chắc chắn rằng lúc này đây thì cả 4 bạn thí sinh đang rất căng thẳng và hồi hộp, rất cần nhận được những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt từ phía các bạn cổ động viên để giúp cho các bạn ấy có thể tự tin hơn để bước đến phần thi của mình. Trong mỗi cuộc thi chinh phục thì các bạn thí sinh sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi mang tên xuất phát, thử thách, tăng tốc và chinh phục. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng với 4 bạn thí sinh khởi động với phần thi đầu tiên mang tên xuất phát. Phần thi xuất phát. Phần thi này gồm một bộ 10 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi câu 10 điểm dành cho tất cả các thí sinh. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi xuất phát. Và lúc này đây các bạn cổ động viên thân mến, hãy giúp cho cả bạn thí sinh của chúng tôi thật là tự tin có thể bước đến 10 câu hỏi trong phần thi xuất phát ngay sau đây. Cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên của phần thi xuất phát. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Từ hai chữ số 1 và 2 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong số đó phải có mặt cả hai chữ số 1 và 2? A. 14, B. 16, C. 6 và D. 8. 15 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Thời gian. Ở câu hỏi số 1 này, Tuấn Anh và Tất Thanh lựa chọn cho mình đáp án A là 14, Trọng Hóa lựa chọn đáp án B và Việt Hoàng chưa kịp đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Và ở câu hỏi này xin được chúc mừng cho hai bạn Tuấn Anh và Tất Thanh, mỗi bạn được còn 10 điểm. Đáp án A là đáp án chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Khi truyền trong một môi trường đồng tính, tia sáng bị đổi hướng khi đi sát mép vật chắn sáng. Đây là hiện tượng gì? A. Tản sắc ánh sáng, B. Giao thoa ánh sáng, C. Khúc xạ ánh sáng và D. Nhiễu xạ ánh sáng. Thời gian suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Đã hết 15 giây suy nghĩ và trả lời. Hai bạn Việt Hoàng Trọng Hóa lựa chọn đáp án C. Khúc xạ ánh sáng. Hai bạn Tuấn Anh và Tất Thanh lựa chọn cho mình đáp án D, nhiễu xạ ánh sáng. Và ở câu hỏi này xin được chúc mừng cho hai bạn Tuấn Anh và Tất Thanh, mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm. Nhiễu xạ ánh sáng là đáp án chính xác ở câu hỏi số 2 này. Chúng ta cùng đến với câu số 3. Tổng số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử fluor có ký hiệu là F919 là A. 19, B. 28, C. 30 và D. 32. Thời gian suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Ở câu hỏi số 3 này, Trọng Hóa lựa chọn đáp án A. 19. Ba bạn còn lại, Tuấn Anh, Việt Hoàng, Tất Thanh lựa chọn cho mình đáp án B. 28. Và xin được chúc mừng cho ba bạn Tuấn Anh, Việt Hoàng và Tất Thanh. Mỗi bạn được còn 10 điểm ở câu hỏi này.
đáp án B là đáp án chính xác. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 4. Sự mở khí khổng ngoài vai trò thoát hơi nước cho cây còn có ý nghĩa nào sau đây? A. Giúp lá nhận CO2 để quang hợp. B. Giúp lá dễ hấp thu ion khoáng từ rễ đưa lên. C. Để khí oxy khuếch tán từ không khí vào lá. Và D. Tạo lực vận chuyển chất hữu cơ từ lá đến cả cơ quan khác. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ở câu hỏi này chúng tôi đã nhận được đáp án của các bạn thí sinh như sau. Việt Hoàng lựa chọn đáp án B. Tất Thanh, Tuấn Anh lựa chọn đáp án C. Trung Hóa lựa chọn đáp án D. Và ở câu hỏi này không bạn nào lựa chọn đáp án A. Tuy nhiên A lại là đáp án chính xác. Rất tiếc. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 5. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội Hy Lạp và La Mã cổ đại là A. Địa chủ và nông dân. B. Chủ nô và nông nô. C. Chủ nô và nô lệ. Và D. Quý tộc và nông dân. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ở câu hỏi này Trọng Hóa, Tất Thanh lựa chọn đáp án C. Tuấn Anh và Việt Hoàng lựa chọn đáp án D. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội Hy Lạp và La Mã cổ đại đó là chủ nô và nô lệ. Xin được chúc mừng Trọng Hóa và Tất Thanh. Mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 6. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô tương đương với đô thị vừa và lớn? A. Điểm công nghiệp. B. Khu công nghiệp. C. Trung tâm công nghiệp. Và D. Vùng công nghiệp. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Tuấn Anh, Việt Hoàng, Trọng Hóa lựa chọn đáp án C. Tất Thanh lựa chọn đáp án D. Và trung tâm công nghiệp thì gắn liền với các đô thị vừa và lớn có vị trí thuận lợi, bao gồm cả xí nghiệp, công nghiệp, khu công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ về quy trình công nghệ hỗ trợ nhau trong sản xuất. Và đó chính là đáp án chính xác của câu hỏi này, đáp án C. Xin được chúc mừng Tuấn Anh, Việt Hoàng và Trọng Hóa. Mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 7. Tác phẩm nào sau đây không phải do Shakespeare sáng tác? A. Hamlet. B. Vua Lear. C. Othello. Và D. Lão Hà Tiền. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ở câu hỏi này Trọng Hóa lựa chọn đáp án A. Ba bạn còn lại Tuấn Anh, Việt Hoàng, Tất Thanh lựa chọn cho mình đáp án D. Và tất nhiên rồi, Lão Hà Tiền là một vở hài kịch đặc sắc của nhà viết kịch người Pháp Molière. Đây là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Chúc mừng cho Tuấn Anh, Việt Hoàng, Tất Thanh. Mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 8. Khi cầu tăng lên, lượng cung hàng hóa thường có sự biến động nào sau đây? A. Tăng lên. B. Cân đối. C. Giảm xuống. Và D. Ổn định. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Tuấn Anh và Tất Thanh lựa chọn đáp án A. Việt Hoàng, Trọng Hóa lựa chọn đáp án C. Và xin được chúc mừng cho hai bạn. Đáp án A là đáp án chính xác. Chúc mừng Tuấn Anh và Tất Thanh. Mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 9. Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm trình chiếu? A. PowerPoint. B. Google Slide. B. Prezi. Và D. Heidi SQL. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, và cả bốn bạn thí sinh đều lựa chọn cho mình đáp án D. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của phần thi xuất phát, câu hỏi số 10.
Đây là một câu hỏi thuộc lĩnh vực âm nhạc. Dòng son trưởng hỏa biểu có mấy dấu thăng? A 4 dấu, B 2 dấu, C 3 dấu và D 1 dấu. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Này Việt Hoàng lựa chọn đáp án B, Tuấn Anh lựa chọn đáp án C, Tất Thanh cũng lựa chọn đáp án C và Trọng Hóa lựa chọn đáp án D. Và ở câu hỏi này đáp án D là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Trọng Hóa. Trọng Hóa được cộng thêm 10 điểm ở câu hỏi số 10 này. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 10 câu hỏi trong phần thi xuất phát và cả 4 bạn thí sinh đều đã ghi về cho mình được những số điểm đầu tiên. Số điểm các bạn ấy ghi được như thế nào? Chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp ngay sau đây. Hai bạn Việt Hoàng và Trọng Hóa ghi về cho mình 40 điểm. Hai bạn Tuấn Anh và Tất Thanh ghi được 70 điểm. Vâng, như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua phần thi đầu tiên, phần thi xuất phát. Đây chỉ là màn khởi động cho các bạn thí sinh mà thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần thi thứ hai, nơi mà các bạn có cơ hội để ghi về cho mình số điểm tuyệt đối 120 điểm. Chúc các bạn thật là may mắn ở phần thi thứ hai này, phần thi thử thách. Phần thi thử thách. Mỗi thí sinh có 1 phút để trả lời vô gồm 6 câu hỏi dành riêng cho từng thí sinh. Trong quá trình trả lời, thí sinh có quyền bỏ qua câu hỏi và không được quay trở lại nếu còn thời gian. Trả lời đúng một câu hỏi được cộng 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi thử thách và theo thứ tự bốc thăm thì Tuấn Anh đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng sẽ là thí sinh đầu tiên bước đến phần thi thử thách của mình. Và trước khi Tuấn Anh bước đến bộ đề số 1 dành cho bạn thì chúng ta cùng xem lại một vài hình ảnh ấn tượng của Tuấn Anh trong vòng 1 của cuộc thi chinh phục năm 2024. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với các câu trả lời của các bạn thí sinh. Vâng. Một lần nữa thì một mình bạn Tuấn Anh đưa ra đáp án đó chính là Bùi Dục Tài. Bạn Tuấn Anh được cộng 20 điểm, đáp án chính xác. Vâng, và bạn Tuấn Anh cũng đưa ra tín hiệu trả lời hình nền. Câu trả lời của em là huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo. Và chúng ta cùng đến với toàn phần hình nền. Vâng, điều đó có nghĩa là đáp án của bạn Tuấn Anh đưa ra hoàn toàn chính xác. Mời bạn Tuấn Anh. Câu trả lời của em là oxy. Bạn được cộng 20 điểm. Bạn Tuấn Anh 195 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Vâng ạ, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng người chiến thắng. Những hình ảnh rất tuyệt vời trong vòng 1 của cuộc thi chinh phục với bạn Tuấn Anh đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng. Và xin chúc cho bạn sẽ ghi về cho mình số điểm thật cao ở trong phần thi này. Bây giờ sẽ là bộ đề số 1 dành cho Tuấn Anh. Thời gian 60 giây của bạn bắt đầu. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực F1 bằng 12 N, F2 bằng 16 N và F3 bằng 20 N. Độ lớn hợp lực của F1 và F2 bằng bao nhiêu? 20. Chính xác. Câu hỏi số 2. Hiện tượng khi nhúng hai đũa thủy tinh vào bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc, sau đó đưa hai đầu đũa thủy tinh lại gần nhau. Hai đũa thủy tinh hút nhau. Hút nhau không chính xác. Câu hỏi số 3. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, những nước nào ở châu Á vẫn giữ được nền độc lập? Nhật Bản, Thái Lan. Chính xác. Câu hỏi số 4. Bài thơ Dục Thủy Sơn do ai sáng tác? Nguyễn Tại. Chính xác. Câu hỏi số 5. Độ tuổi gọi nhập ngũ với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ là đến hết bao nhiêu tuổi? 28 tuổi. Không chính xác. 27. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi tiếng Anh. Answer this question in English. What is the official currency of the United Kingdom? Charles III. Chưa chính xác. Bạn hiểu câu hỏi tiếng Anh vừa rồi như thế nào ạ? Em nghĩ là người đứng đầu của nước Anh là ai? Không. Người ta đang hỏi đến tiền tỷ chính thức. Và đáp án chính xác phải là The Pound. Rất tiếc. Ở câu hỏi số 2 chúng tôi có hỏi bạn rằng hiện tượng khi nhúng hai đũa thủy tinh vào bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc, sau đó đưa hai đầu đũa thủy tinh lại gần nhau thì sẽ xuất hiện khói trắng. Đó mới là đáp án chính xác cho câu hỏi số 2. Như vậy với khoảng thời gian 60 giây của mình, Tuấn Anh đã trả lời chính xác 3 câu hỏi. Bạn ghi về cho mình thêm 60 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Tuấn Anh. Thí sinh tiếp theo bước đến phần thi thử thách chính là Việt Hoàng.
Và trước khi Việt Hoàng bước đến bộ đề số 2 dành cho mình, chúng ta cùng xem lại những hình ảnh của Việt Hoàng trong vòng 1 của cuộc thi chinh phục. Ước chung lớn nhất của hai số nguyên tố là bao nhiêu? 1. Chính xác. Câu hỏi số 2, sản phẩm bài tiết chính của phổi là chất gì? CO2. Chính xác. Câu hỏi số 3, quốc gia nào đầu tiên khai phá, xác lập chủ quyền và quản lý liên tục đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa? Việt Nam. Chính xác. Trong phân giải hiếu khí ở tế bào nhân thực, chuỗi truyền electron hô hấp diễn ra ở vị trí nào của bào quan ti thể? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Tiến Đạt. Em thấy chỉ là tế bào chất ạ. Tế bào chất. Không chính xác. Mời bạn Việt Hoàng. Chấm mang trong ti thể. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng bạn Việt Hoàng. Vâng, những hình ảnh rất là ấn tượng của Việt Hoàng ở vòng loại với một tinh thần thi đấu hết mình. Và hy vọng rằng bạn sẽ giữ tinh thần này để tham gia thật là xuất sắc, trả lời thật đúng cả 6 câu hỏi trong bộ đề của mình. Dạ vâng ạ. Vâng, lúc này sẽ là thời gian dành cho Việt Hoàng, 60 giây của bạn. Bắt đầu. Một hộp đựng 6 viên bi xanh, 7 viên bi đỏ và 8 viên bi vàng. Cần bóc ngẫu nhiên ít nhất bao nhiêu viên bi để trong cả bi bóc ra chắc chắn có bi màu xanh? 7. Không chính xác. Một cano chuyển đồng đều từ bến A đến bến B với tốc độ V hết 12 phút. Nếu cano chuyển đồng đều từ bến B về lại bến A với tốc độ 1,2 V thì hết bao nhiêu phút? 10. Chính xác. Câu hỏi số 3. IMF là tên viết tắt của tổ chức nào? Tiền tệ thế giới. Chính xác. Câu hỏi số 4. Số tiền phải trả cho một hàng hóa để bù đắp chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa đó gọi là gì? Số tiền hàng hóa. Không chính xác. Chức năng nào của Microsoft Word có phép định nghĩa viết tắt khi nhập văn bản? Câu số 6. Nhằm thẳng quân thù mà bắn là câu nói nổi tiếng của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nào? Lê Bình Sơn. Vâng, trong câu hỏi số 3 chúng tôi có hỏi Việt Hoàng, IMF là tên viết tắt của tổ chức nào? Đáp án của bạn đưa ra, Quỹ Tiền tệ Thế giới, đáp án này chưa chính xác. Đáp án chính xác của chúng tôi là Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Rất tiếc. Và ở câu hỏi số 6, đáp án của bạn đưa ra không được chấp nhận. Đáp án chính xác của chúng tôi đó là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Việt Xuân. Có 3 câu hỏi mà Việt Hoàng chưa trả lời được. Ở câu hỏi số 1, một hộp đựng 6 viên bi xanh, 7 viên bi đỏ và 8 viên bi vàng. Cần bóc ngẫu nhiên ít nhất bao nhiêu viên bi để trong cả bi bóc ra chắc chắn có bi màu xanh? Thì đáp án chính xác là 16 viên bi. Ở câu hỏi số 4, số tiền phải trả cho một hàng hóa để bù đắp chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa đó thì được gọi là giá cả. Và ở câu hỏi số 5, chức năng nào của Microsoft Word có phép định nghĩa viết tắt khi nhập văn bản từ bàn phím? Đó là chức năng từ sửa. Và như vậy, với khoảng thời gian 60 giây của mình, Việt Hoàng đã trả lời đúng một câu hỏi. Bạn ghi về cho mình thêm 20 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Việt Hoàng. Và thí sinh tiếp theo bước đến phần thi thử thách chính là trồng hóa. Vâng, và trước khi trồng hóa bước đến phần thi thử thách của mình, chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của trồng hóa ở vòng loại của cuộc thi chinh phục. Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, để tập hợp lực lượng nhai. Chính xác. Câu hỏi số 4, hiến pháp năm 2013 quy định công dân Việt Nam ở độ tuổi nào thì có 18. 21. Chính xác. Vâng, và chúng tôi đã ghi nhận đáp án của các bạn thí sinh. Đáp án đó như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi. Minh Hoàng và Trọng Hóa đưa ra đáp án là đường Trường Sơn. Và đây là một đáp án chính xác. Xin được mời mở ô mảnh ghép số 4. Vâng, và ngay lúc này chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời hình nền của Trọng Hóa. Vâng, xin được gọi Trọng Hóa. Đáp án hình nền hôm nay bạn đưa ra là gì ạ? Đáp án của chúng ta có 8 chữ cái. Nó sẽ đạp thổ. Và đây cũng là đáp án hình nền của chúng tôi ngày hôm nay. Góc ở mỗi đỉnh của đa giác đều 36 kênh bằng bao nhiêu? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu của Trọng Hóa. Xin mời bạn. 170. Là đáp án ở câu hỏi này. Xin chúc mừng Trọng Hóa, bạn được vòng 30 điểm. Vâng, vừa rồi là những hình ảnh rất ấn tượng của Hồ Trọng Hóa, một đại diện đến từ ngôi trường trung học phổ thông Hướng Hóa.
đã có mặt tại vòng 2 của cuộc thi chinh phục năm 2024. Xin chúc cho Trọng Hóa thật là bình tĩnh, tự tin để có thể bước đến phần thi thử thách của mình với 6 câu hỏi. Xin chúc cho bạn trả lời đúng cả 6 câu, ghi về cho mình số điểm tuyệt đối ở phần thi này. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho Trọng Hóa. Bộ đề của Trọng Hóa với 60 giây bắt đầu. Số chẵn lớn nhất của 3 chữ số mà 3 chữ số đó đôi một khác nhau là số nào? 986. Chính xác. Đỉnh sinh trưởng của rễ cây hướng vào lòng đất, đỉnh của thân cây hướng theo chiều ngược lại. Hướng trọng lực. Hướng trọng lực, chính xác. Năm 1831, năm 1832, vị vua nào đã tiến hành cuộc cải cách hành chính chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Minh Mạng. Minh Mạng, chính xác. Chị ấy năm nay còn gần khóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Hai câu thơ trên trích trong bài thơ nào của Hàn Mặc Tử? Bỏ qua. Trong tranh chơi ô ăn quan của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh được Sơn Dầu. Sơn Dầu, không chính xác. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi tiếng Anh. What does Charlie want to borrow from his brother James? James, I'm going to the park to meet some friends. Cool. Do you want to borrow my trainers? Actually, I need some sunglasses. Sunglasses. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được hỏi Trọng Hóa, với câu hỏi tiếng Anh vừa rồi, bạn hiểu câu hỏi đó như thế nào? Dạ, thực ra em không nghe từ đầu tới cuối, nhưng mà của em nghe sunglasses, nên là em trả lời luôn. Vâng ạ, câu hỏi của chúng tôi có nội dung như sau. James, lát nữa em sẽ đến công viên gặp một số bạn bè. Và James nói là được đó, em có muốn mượn đôi giày thể thao của anh không? Và bạn đã trả lời là thực ra thì em cần một cặp kính râm. Vâng, vậy anh ấy cần gì thì anh ấy cần kính một cặp kính râm. Đó là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Vâng, và trong bộ đề của Trọng Hóa, chúng tôi có hỏi bạn rằng trong bức tranh chơi ô ăn quan của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh được vẽ từ chất liệu gì? Thì đáp án chính xác phải là lụa. Và ở câu hỏi số 4, hai câu thơ chị ấy năm nay còn gần thóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Đây là hai câu thơ trích trong bài thơ Mùa Xuân Chính của Hàn Mặc Tử. Rất tiếc phải không ạ? Như vậy với thời gian 60 giây của mình thì Trọng Hóa đã trả lời đúng 4 câu hỏi. Bạn ghi về cho mình thêm 80 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Trọng Hóa. Và 3 thí sinh đã hoàn thành xong phần thi thử thách của mình. Và thí sinh cuối cùng bước đến phần thi thử thách đó là Nguyễn Tất Thanh đến từ trường Trung học Phổ thông Vĩnh Linh. Và chúng ta cùng nhìn lại một số hình ảnh của Tất Thanh ở vòng 1 cuộc thi chinh phục năm nay. Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác và bị gãy khúc tại... Khúc dài ánh sáng. Chính xác. Đồ dinh dưỡng của Phân Lân được đánh giá dựa vào phần trăm khối lượng của... P2O5. Chính xác. Đền Parthenon là công trình Hy Lạp. Chính xác. Bức tranh Mona Lisa là một bức chân dung của thế kỷ 16 được vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Leonardo da Vinci. Chính xác. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi tiếng Anh. In telecommunication, we often use 3G or 4G to access the internet. So, what does 4G stand for? For generation. Chính xác. Vâng, như vậy với thời gian 60 giây của mình, Tất Thanh đã đưa ra đáp án chính xác ở 5 câu hỏi. Bạn có thể cho mình thêm 100 điểm ở phần thi thử thách này. Theo phương hợp với phương thẳng đứng góc bao nhiêu độ? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Và cơ hội thuộc về Tất Thanh, xin mời bạn. Câu trả lời của em là 45 độ. Chính xác, bạn được còn 20 điểm. Vâng, một điểm số rất là ấn tượng của Tất Thanh ở vòng 1 của cuộc thi chinh phục. Và hy vọng rằng ở vòng 2 này thì Tất Thanh sẽ tiếp tục giữ được tinh thần ấy để có thể trả lời thật đúng cả câu hỏi trong bộ đề thử thách của mình. Và lúc này đây sẽ là thời gian dành cho Tất Thanh. Bộ đề số 4 dành cho bạn 60 giây. Bắt đầu. Hóa chất dùng để phân biệt hai chất lỏng ethanol và propan 1,2-3-trion là gì? Bỏ qua. Quá trình phân giải kỳ khí ở thực vật gồm những giai đoạn nào? Bỏ qua. Hiện tượng nước biển dâng cao và hạ thấp theo quy luật hàng năm được gọi là gì? Tiêu. Chính xác. Một người có thu nhập 20 triệu đồng một tháng không có người phụ thuộc thì phải đóng loại thuế gì? Giá trị gia tăng. Không chính xác. Phần mềm diệt virus của Microsoft cài đặt sẵn trên Windows 10 là gì? Cleaner. Không chính xác. Sơn dầu và sơn mài đâu là chất liệu truyền thống của Việt Nam? Sơn mài. Chính xác. Vâng, như vậy rất nhanh,
Tất Thanh đã hoàn thành xong 6 câu hỏi trong bộ đề của mình. Và ở câu hỏi số 1, chúng tôi có hỏi bạn rằng hóa chất dùng để phân biệt hai chất lỏng ethanol và propan 1,2-3-trion là gì? Thì đó là COOH 2 lần hoặc là đồng 2 hydroxit. Ở câu hỏi số 2, bạn chưa đưa ra được đáp án. Quá trình phân giải kỳ khí ở thực vật gồm những giai đoạn nào? Đó là hai giai đoạn đường phân và lên men. Ở câu hỏi số 4, người mà có thu nhập 20 triệu đồng một tháng không có người phụ thuộc thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đó mới là đáp án chính xác ở câu hỏi số 4. Và câu hỏi số 5, bạn cũng chưa đưa ra được đáp án chính xác. Phần mềm diệt virus của Microsoft cài đặt sẵn trên Windows 10 đó là Windows Defender. Như vậy, với thời gian 60 giây của mình, Tết Thanh đã trả lời đúng 2 câu hỏi. Bạn ghi về cho mình thêm 40 điểm ở phần thi này. Xin chúc mừng Tết Thanh. Vâng, như vậy là cả 4 bạn thí sinh đã hoàn thành xong phần thi thử thách của mình. Số điểm các bạn ấy ghi được sau 2 phần thi như thế nào? Chúng ta cùng đến với bảng tổng sắp. Đang có 60 điểm là Việt Hoàng, ghi được 110 điểm là Tết Thanh, có 120 điểm là Đồng Hóa và đang tạm thời dẫn đầu với 130 điểm là Toàn Nên. Xin được chúc mừng cả 4 bạn thí sinh. Như vậy sau 2 phần thi xuất phát và thử thách thì Tuấn Anh đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng đang tạm thời dẫn đầu với 130 điểm. Và trước mắt chúng ta là một phần thi vô cùng gay cấn và kịch tính, một phần thi rất đáng được chờ đợi trong mỗi cuộc thi chinh phục. Và ở đây sẽ là cơ hội để cho các bạn hoán đổi vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Các bạn ấy sẽ tăng tốc như thế nào? Chúng ta cùng đến với phần thi thứ 3 ngay sau đây, phần thi tăng tốc. Phần thi tăng tốc. Phần thi này gồm 4 câu hỏi tương ứng với 4 mảnh ghép để lật mở hình nền, mỗi câu hỏi 20 điểm. Lần lượt thí sinh theo thứ tự bốc thăm trước khi vào trận lựa chọn câu hỏi mảnh ghép. Sau nhiều lần thời gian suy nghĩ và trả lời 20 giây, 4 thí sinh cùng trả lời trên máy tính riêng. Thí sinh có câu trả lời đúng nhân nhất được cộng 20 điểm, nhân thứ hai được cộng 15 điểm, còn lại được 10 điểm. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi cho mảnh ghép đầu tiên, bất cứ lúc nào, các thí sinh có quyền bấm chuông trả lời hình nền, ưu tiên theo thứ tự bấm chuông. Trả lời đúng được 40 điểm và phần thi tăng tốc sẽ kết thúc. Nếu thí sinh trả lời sai, sẽ mất quyền thi tiếp phần thi này. Sau 4 câu hỏi mảnh ghép, nếu các thí sinh vẫn không tìm ra được đáp án cho hình nền, thì người dẫn chương trình sẽ đưa ra gợi ý đáp án hình nền. Thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Thí sinh trả lời đúng trong trường hợp này được 30 điểm. Trong trường hợp các thí sinh không có đáp án hình nền thì người dẫn chương trình sẽ đưa ra đáp án hình nền. Vừa rồi là thể lệ của phần thi tăng tốc. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của hình nền hôm nay. Hãy cho biết nội dung của bức ảnh đáp án có 17 chữ cái. Xin được nhắc lại, hãy cho biết nội dung của bức ảnh đáp án có 17 chữ cái. Và theo thứ tự bốc thăm thì Tuấn Anh sẽ là người đầu tiên được quyền lựa chọn mảnh ghép. Xin mời bạn. Em xin lựa chọn mảnh ghép số 1. Tuấn Anh lựa chọn mảnh ghép số 1. Xin mời câu hỏi ở ô số 1. Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, người anh hùng nào đã lấy thân mình chèn vào bệnh pháo và hy sinh anh dũng? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Thời gian và chúng tôi đã ghi nhận được đáp án của cả 4 bạn thí sinh và chúng ta cùng theo dõi đáp án 4 bạn thí sinh đưa ra. Đó là Tuấn Anh đưa ra đáp án Tô Vĩnh Diện, Việt Hoàng đưa ra đáp án Tô Vĩnh Diện, Trọng Hóa đưa ra đáp án Phan Đình Giót và Tất Thanh đưa ra đáp án Tô Vĩnh Diện. Vâng, và ở câu hỏi này, anh hùng Tô Vĩnh Diện là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng cho 3 bạn Tuấn Anh, Việt Hoàng và Tất Thanh. Theo thứ tự, Tất Thanh được cộng 20 điểm, Tuấn Anh được cộng 15 điểm và Việt Hoàng được cộng 10 điểm. Chúng ta cùng mở ô mảnh ghép số 1. 1/4 của góc hình nền hôm nay đã hiện ra. Anh hùng Tô Vĩnh Diện là chiến sĩ của lực lượng pháo cao xạ đầu tiên hy sinh trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, được Đảng và Nhà nước truy tặng huân chương quân công hạng nhì và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
anh nổi tiếng bởi hành động lấy chính cơ thể mình chèn vào càng pháo, ghim giữ không cho khẩu pháo cao xạ 37mm bị lăn xuống vực. Và gợi ý của chúng tôi đó là 17 chữ cái. Quyền lựa chọn mảnh ghép tiếp theo thuộc về Việt Hoàng. Xin mời bạn. Dạ em xin lựa chọn mảnh ghép số 4. Việt Hoàng lựa chọn mảnh ghép số 4. Năm 1953, vị tướng nào đã được Bác Hồ căn dặn: chiến trường ta hẹp, người của ta không nhiều, cho nên ta chỉ được thắng, không được bài, bài thì hết vốn. Thời gian suy nghĩ và trả lời của bốn bạn thí sinh bắt đầu. Thời gian suy nghĩ và trả lời, đáp án của bốn bạn thí sinh đưa ra cho ô số 4 như thế nào? Chúng ta cùng hướng lên màn hình. Vâng, và câu hỏi này thì cả bốn bạn thí sinh đều đưa ra đáp án là Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là đáp án ở câu hỏi này. Xin được chúc mừng cả bốn bạn thí sinh. Và xin được chúc mừng cho Trọng Hóa được cộng 20 điểm, Tuấn Anh được cộng 15 điểm, hai bạn Việt Hoàng và Tất Thên mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm ở ô mảnh ghép này. Xin được mời mở ô mảnh ghép số 4. Chiến trường ta hẹp, người của ta không nhiều, cho nên ta chỉ được thắng, không được bài, bài thì hết vốn. Câu nói trên được Bác Hồ dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào đầu năm 1953, khi quân dân ta đang gấp rút chuẩn bị cho việc mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Điều này cho thấy sự thận trọng nhưng cực kỳ nhạy bén sắc sảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chỉ đạo thực hiện phương châm tác chiến, đánh chắc thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Vâng, và ngay sau khi ô số 4 được lật mở thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời hình nền của Tất Thanh. Xin mời bạn. Câu trả lời của em là các chiến sĩ kéo pháo. Tuy nhiên đây chưa phải là hình nền hôm nay của chúng tôi. Rất tiếc. Phải nói rằng Tất Thanh phải dừng lại phần thi tăng tốc của mình tại đây. Quyền lựa chọn mảnh ghép tiếp theo thuộc về Trọng Hóa. Xin mời bạn. Em xin lựa chọn mảnh ghép số 2. Trọng Hóa lựa chọn mảnh ghép số 2. Xin mời câu hỏi ở ô số 2. Bộ phim truyền nào của đạo diễn Bạch Diệp về chiến dịch Điện Biên Phủ mang tên Một Loài Hoa Đẹp ở vùng Tây Bắc? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Đó là bộ phim Hoa Ban. Và phải nói rằng rất tiếc, đáp án này chưa chính xác. Chúng tôi sẽ khóa ô mảnh ghép số 2 lại. Vâng, và lúc này quyền lựa chọn mảnh ghép cuối cùng thuộc về Tuấn Anh. Xin mời bạn. Dạ em chọn mảnh ghép số 3. Vâng, câu hỏi ở ô số 3 có nội dung như sau. Điền cụm từ còn thiếu trong đoạn thơ sau: hoan hô chiến sĩ Điền Biên, chiến sĩ anh hùng đầu nung lửa sắt, ba chấm ngày đêm quẹt núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt. Trong dấu ba chấm là gì ạ? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, và chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời hình nền của Trọng Hóa. Và lúc này đây thì thời gian trả lời cho ô mảnh ghép số 3 vẫn còn. Và lúc này thì mời Trọng Hóa đưa ra đáp án cho câu hình nền, đáp án hình nền của chúng ta. Câu trả lời của em là kéo pháo lên trần địa. Kéo pháo lên trần địa, đó là đáp án Trọng Hóa đưa ra. Đáp án này có 17 chữ cái đúng không ạ? Vâng, và có vẻ như những gợi ý của chúng tôi qua 4 câu hỏi vừa rồi đã đưa các bạn đến gần hơn với hình nền của chúng ta. Và hình nền đã được mở 2 ô, 1/2 của hình nền đã lộ diện. Vâng, và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Bạn được cộng 40 điểm ở câu hỏi hình nền hôm nay. Vâng, và với
ấy, nên ngày hôm nay với 4 mảnh ghép thì cả bạn thí sinh mới chỉ mở được 2 ô mảnh ghép mà thôi. Còn 2 ô nữa, 2 câu hỏi này xin được dành cho cả bạn cổ động viên. Ở câu hỏi số 3 vừa rồi, Điền cụm từ còn thiếu trong đoạn thơ sau: Hoan hô chiến sĩ Điền Biên, chiến sĩ anh hùng đầu nung lửa sắt, 3 chấm ngày đêm quẹt núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt, trong dấu 3 chấm là gì? Vâng, xin mời một bạn cổ động viên ở đây. Em tên là Phạm Văn Vũ, đến từ trường Trung học phổ thông Hóa, và em đến đây để cổ vũ cho bạn Hồ Trọng Hóa. Và đáp án của em ở đây là 56 ngày đêm. Vâng, đáp án của bạn hoàn toàn chính xác. 56 ngày đêm quẹt núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt. Đây là những câu thơ trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điền Biên của nhà thơ Tổ Hữu, được sáng tác vào tháng 5 năm 1954. Xin được mời mở mảnh ghép ở ô số 3. Và chúng ta còn một ô số 2, các bạn thí sinh chưa đưa ra được đáp án. Câu hỏi có nội dung như sau: Bộ phim truyền nào của đạo diễn Bạch Diệp về chiến dịch Điện Biên Phủ mang tên Một loài hoa đẹp ở vùng Tây Bắc? Bộ phim này có tên là gì ạ? Xin được hỏi các bạn cổ động viên ạ. Vâng, xin mời một bạn cổ động viên từ phía cánh gà bên phải ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu là em là Nguyễn Trung Đức của lớp 11A3 trường Trung học phổ thông Gia Linh. Em đến đây cũng là để cổ vũ bạn Việt Hoàng, bạn của em. Em xin trả lời câu hỏi thứ hai của chương trình là Hoa Ban Đỏ. Vâng, đó là bộ phim Hoa Ban Đỏ. Cảm ơn bạn cổ động viên rất nhiều. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được thông tin thêm rằng bộ phim Hoa Ban Đỏ của đạo diễn Bạch Diệp ra mắt vào năm 1994 nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là một bộ phim về chiến tranh nhưng giàu chất lãng mạn, thấm đẫm tình người, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng về chiến dịch Điện Biên Phủ. Như vậy là cả 4 câu hỏi ở trong 4 mảnh ghép đã được lật mở, và xin được mở toàn phần hình nền của chúng ta. Kéo pháo vào trận địa là nội dung của hình nền hôm nay. Vâng, như vậy là ở trong ô mảnh ghép số 1, chúng tôi đã gợi ý rất rõ ràng rằng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người anh hùng nào đã lấy thân mình để chèn vào bến pháo để đã hy sinh anh dũng? Đáp án là anh hùng Tô Vĩnh Diện. Ở câu hỏi số 2 cũng là một gợi ý để đưa đến hình nền bộ phim Hoa Ban Đỏ nói về chiến thắng Điện Biên Phủ. Ở ô số 3, những câu thơ trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tổ Hữu và đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị đại tướng góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đó là những gợi ý để đưa đến hình nền ngày hôm nay của chúng ta. Kéo pháo vào trận địa. Kéo pháo vào mặt trận Điện Biên Phủ là một kỳ tích của pháo binh nói riêng và quân đội ta nói chung. Để đảm bảo thắng lợi, việc đưa pháo vào trận địa phải thực hiện bằng sức người và hoàn toàn bí mật nhằm tạo nên yếu tố bất ngờ. Vượt qua nhiều đèo, dốc, vực sâu, núi cao, lực lượng pháo binh của ta đã kéo 68 khẩu trong pháo vào trận địa, có phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đó là một vài thông tin thêm cho hình nền của chúng ta. Và xin được chúc mừng Trọng Hóa, bạn được cộng 40 điểm ở câu hỏi hình nền hôm nay. Ở phần thi tăng tốc này, xin được quay trở lại câu hỏi ở ô số 1. Chúng tôi có hỏi các bạn thí sinh rằng, trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, người anh hùng nào đã lấy thân mình chèn vào bến pháo và hy sinh anh dũng? Đáp án các bạn đưa ra đó là Tô Vĩnh Diện. Tuy nhiên, đáp án chính xác được chấp nhận phải là đáp án ghi đầy đủ, có dấu, tiếng Việt. Và sau khi xem lại băng ghi hình, đáp án của bạn Việt Hoàng là Tô Vĩnh Diện là một đáp án ban tổ chức không chấp nhận. Vì vậy, ở câu hỏi số 1 này, Tất Thanh sẽ được cộng 20 điểm và Tuấn Anh được cộng 15 điểm. Việt Hoàng và Trọng Hóa không ghi được điểm ở ô mảnh ghép này. Vâng, như vậy là với việc trả lời đúng hình nền ngày hôm nay cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã kết thúc cái phần thi tăng tốc tại đây. Và số điểm các bạn ghi được sau phần thi tăng tốc như thế nào, chúng ta cùng đến với bảng điểm. Đang có 70 điểm là Việt Hoàng, ghi được 140 điểm là Tất Hình, sở hữu 160 điểm là Tuấn Ninh, tạm thời dẫn đầu với 180 điểm là Trọng Hóa. Xin được chúc mừng cả 4 bạn thí sinh. Và sau phần thi tăng tốc thì vị trí của các bạn thí sinh trên bảng điểm đã có sự hoán đổi. Và sự hoán đổi này sẽ ra sao trong phần thi cuối cùng? Chân dung của nhà vô địch như thế nào? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sau phần thi cuối cùng của cuộc thi chinh phục. Phần thi thứ tư mang tên chinh phục. Phần thi chinh phục. Phần thi này gồm 6 câu hỏi dành cho tất cả các thí sinh. Thời gian suy nghĩ và trả lời 20 giây.
Sau khi người dẫn chương trình công bố hiệu lệnh, hai thí sinh bấm chuông nhanh hơn sẽ giành được quyền trả lời. Người bấm chuông nhanh nhất được quyền trả lời trước, trả lời đúng được 30 điểm, sai bị trừ đi 10 điểm. Nếu thí sinh thứ nhất trả lời sai, thì thí sinh thứ hai được quyền trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi chinh phục và hy vọng rằng các bạn thí sinh sẽ vận dụng tất cả những kiến thức mà mình có được cùng với sự nhanh nhẹn để đưa ra tín hiệu trả lời câu hỏi ở phần thi này. Tuy nhiên, ở trong mỗi câu hỏi cũng rất cần cái độ chính xác, bởi vì trả lời sai thì các bạn sẽ bị trừ điểm. Chúc các bạn sẽ may mắn ở phần thi cuối cùng này. Và các bạn cổ động viên thân mến, hãy tiếp thêm cho các bạn thí sinh của chúng tôi sự bình tĩnh, tự tin để có thể bước đến phần thi cuối cùng. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên của phần thi chinh phục. Nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam đạt huy chương Fields là ai và vào năm nào? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Tín hiệu đầu tiên chúng tôi nhận được là của Việt Hoàng. Xin mời bạn. Dạ, câu trả lời của em là Lê Minh Châu. Vào năm nào ạ? Vào năm 2013. Vâng. Rất tiếc, phải lấy đi của Việt Hoàng 10 điểm. Cơ hội thuộc về Tất Thanh, xin mời bạn. Câu trả lời của em là Ngô Bảo Châu vào năm 1986. Ngô Bảo Châu năm 1986 là một đáp án chưa chính xác. Rất tiếc, chúng tôi cũng sẽ lấy đi của Tất Thanh 10 điểm. Và xin được công bố đáp án chính xác, đó chính là giáo sư Ngô Bảo Châu vào năm 2010. Đó mới là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Khi đeo kính cận, mắt sẽ nhìn ảnh ảo của vật cần nhìn. Ảnh này nhỏ hơn vật. Vậy tại sao khi nhìn vật qua kính cận, ta không thấy vật nhỏ hơn so với khi nhìn vật trực tiếp? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ở những giây cuối cùng chúng tôi nhận được tín hiệu của Tất Thanh. Xin mời bạn. Câu đấy của em là do kính cận sẽ điều chỉnh mắt khiến cho ảnh lăn sẽ nằm trên phòng mạc, cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy ảnh giống như mắt bình thường chúng ta nhìn thấy, cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy ảnh không thể ảnh nhỏ hơn bình thường. Vâng, và đáp án Tất Thanh đưa ra chưa chính xác. Chúng tôi phải lấy đi của Tất Thanh 10 điểm. Thời gian vẫn còn những giây cuối cùng. Cơ hội cho một trong ba thí sinh còn lại. Bắt đầu. Vâng, đây là một câu hỏi vật lý. Vâng, vì ảnh cuối cùng trên màng lưới tức là võng mạc trong hai trường hợp là như nhau. Góc trong ảnh của vật qua kính cận và góc trong vật trực tiếp là như nhau. Do đó ảnh ra trên võng mạc của mắt như nhau nên cảm giác của mắt về kích thước của vật là không đổi. Đó mới là đáp án chính xác cho câu hỏi vật lý này. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Ai là tác giả của bài thơ Kết nạp đảng trên quê mẹ? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Là tín hiệu của Việt Hoàng, xin mời bạn. Dạ, câu trả lời của em là Chế Lan Viên. Vâng. Ôi gió Lào ơi, thôi đừng thổi nữa, những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ, những đồi sim không đủ quả nuôi người. Đó là những vần thơ trong bài thơ Kết nạp đảng trên quê mẹ của nhà thơ Chế Lan Viên. Xin chúc mừng Việt Hoàng, bạn được còn 30 điểm ở câu hỏi này. Xin được thông tin thêm, Chế Lan Viên là một nhà thơ lớn, một cây bút nghiên cứu lý luận phê bình văn học xuất sắc trong văn học Việt Nam thế kỷ 20. Quê ở An Xuân, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tháng 7 năm 1949, trong chiến dịch Tà Cơn Đường Chính, ông Binh Dự được kết nạp vào đảng. Bài thơ Kết nạp đảng trên quê mẹ ra đời trong niềm xúc động thiêng liêng của nhà thơ nhân sự kiện này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ tư. Hoạt động đóng vai trò là trung gian, là cầu nối sản xuất với tiêu dùng. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Tín hiệu đầu tiên chúng tôi nhận được là của bạn Tất Thanh. Xin mời bạn. Câu trả lời của em là phân phối. Đáp án này chưa chính xác. Chúng tôi phải lấy đi của Tất Thanh 10 điểm. Cơ hội thuộc về Trọng Hóa. Dạ, là theo em là trao đổi. Trao đổi. Đáp án Trọng Hóa đưa ra là trao đổi. Rất tiếc, phải lấy đi của Trọng Hóa 10 điểm. Đáp án chính xác ở đây
là đáp án mà cả hai bạn đưa ra. Phân phối và trao đổi. Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, bao gồm cả tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho sinh hoạt. Phân phối trao đổi đóng vai trò trung gian là cầu nối sản xuất với tiêu dùng. Và trước mắt chúng ta là hai câu hỏi cuối cùng. Các bạn cổ động viên thân mến, hãy giúp cho các bạn thí sinh của chúng tôi thật là bình tĩnh để trả lời chính xác cả hai câu hỏi này ạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 5. Hiện tượng xã hội tiêu cực có tính phổ biến, lan truyền, biểu hiện bằng những hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn mực xã hội, chuẩn mực đạo đức, gây nguy hiểm cho xã hội thì được gọi là gì? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Tín hiệu đầu tiên chúng tôi nhận được là của Việt Hoàng. Xin mời bạn. Dạ, câu trả lời của em là tệ nạn xã hội. Vâng, tệ nạn xã hội, đây là đáp án chính xác. Chúc mừng Việt Hoàng, bạn được cộng thêm 30 điểm. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội tiêu cực có tính phổ biến, lan truyền, biểu hiện bằng những hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn mực xã hội, chuẩn mực đạo đức, gây nguy hiểm cho xã hội. Và số điểm của cả bạn thí sinh lúc này là 110, 120, 160 và 170. Cơ hội cuối cùng dành cho cả bạn thí sinh ghi điểm. Và đây là một câu hỏi tiếng Anh. Xin mời các bạn nghe bằng. Fill in the gap with a suitable word. When she heard about his new job, she was with envy. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ở những giây cuối cùng chúng tôi đã nhận được tín hiệu của Tuấn Anh. Xin mời bạn. Câu trả lời của em là Worker. Rất tiếc. Đây là một đáp án chưa chính xác. Chúng tôi sẽ lấy đi của bạn 10 điểm. Và thời gian vẫn còn. Cơ hội cho một trong ba thí sinh còn lại. Bắt đầu. Vâng, với câu hỏi tiếng Anh vừa rồi chúng ta có thể hiểu rằng khi cô ấy nghe về công việc mới của cậu ấy thì cô ấy rất là ghen tị. Thì từ còn thiếu trong dấu ba chấm nối với with envy phải là green with envy, ghen tị. Đó mới là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Vâng, như vậy là cả bốn bạn thí sinh đã hoàn thành xong phần thi chinh phục tại đây. Và số điểm các bạn ấy ghi được sau trận thi đấu hôm nay như thế nào, chúng ta cùng đến với bảng điểm cuối cùng. Ghi được 110 điểm là Tết Thanh, có 120 điểm là Việt Hoàng. Tuấn Anh ghi được 150 điểm và dẫn đầu với Trọng Hóa 170 điểm. Như vậy với việc ghi được 170 điểm, Hồ Trọng Hóa đến từ trường Trung học Phổ thông Hướng Hóa đã là gương mặt thứ 2 có mặt trong trận chung kết của cuộc thi chinh phục năm 2024. Về nhì với Tuấn Anh đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng với 150 điểm. Hai bạn Việt Hoàng và Tết Thanh giành được giải 3 của chương trình. Trân trọng mời các bạn thí sinh bước lên phía trước nhận giải từ ban tổ chức. Trân trọng kính mời lên sân khấu cô giáo Nguyễn Thị Kim Hảo đến từ trường Trung học Phổ thông Cam Lộ trao giải 3 cho hai bạn Nguyễn Tất Thanh đến từ trường Trung học Phổ thông Vĩnh Linh và Lê Việt Hoàng đến từ trường Trung học Phổ thông Gio Linh. Vâng, một tràng pháo tay để chúc mừng cho thành tích mà hai bạn Nguyễn Tất Thanh và Lê Việt Hoàng giành được trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Kim Hảo. Trân trọng kính mời lên sân khấu thầy giáo Nguyễn Ngọc Sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Kim Đình lên sân khấu trao giải nhì cho bạn Lê Ngọc Tuấn Anh đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng. Một lần nữa xin được chúc mừng Lê Ngọc Tuấn Anh đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng đã giành được giải nhì trong trận thi đấu ngày hôm nay. Cảm ơn thầy giáo Nguyễn Ngọc Sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Kim Đình.
Và lúc này thì xin được mời thầy giáo Lê Đức Hải đến từ phòng giáo dục Phú Học, giáo dục Thường xuyên, sở giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Trị lên sân khấu trao giải nhất cho bạn Hồ Trọng Hóa đến từ trường Trung học phổ thông Hướng Hóa. Xin đồng cảm ơn thầy giáo Lê Đức Hải. Vâng, chúng ta vừa được trải qua một phần thi vô cùng căng thẳng, hồi hộp và cũng rất là hấp dẫn. Bốn bạn thí sinh có mặt ở trên sân khấu là những người rất giỏi. Tinh hoa đã được hội tụ về đây để cống hiến cho quý vị khán giả một trận thi đấu vô cùng hấp dẫn. Và bây giờ không có một lời nào để nói ngoài việc chúc mừng cho ngôi trường Trung học phổ thông Hướng Hóa đã có thí sinh bước vào trận chung kết của cuộc thi chinh phục năm nay. Và ba bạn thí sinh còn lại cũng là những người vô cùng xuất sắc. Và chúng tôi rất tự hào về các bạn. Hy vọng các bạn cũng sẽ cảm thấy tự hào về những nỗ lực trong thành tích của mình tại cuộc thi chinh phục năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình chinh phục do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị và VNPT Quảng Trị phối hợp tổ chức. Đó luôn là niềm tin, là động lực để những người thực hiện chương trình nỗ lực đem đến cho khán giả những chương trình hay hơn khi ra sóng. Và đến đây xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Miền Trung bà con hoan hỉ, lúa vàng nặng hạt, mùa màng bội thu. Bí quyết là nhờ bộ sản phẩm đầu trâu lót thúc và đầu trâu đón đồng nuôi củ quả. Với thành phần NPK và các chung vi lượng hợp lý, đầu trâu lót thúc NPK 17-12 năm cộng TE giúp cây ra rễ nhanh để nhánh khỏe tăng trưởng mạnh. Đầu trâu đón đồng nuôi củ quả NPK 16-4-14 cộng TE giúp đồng to, lúa trổ đều, bồng lớn chắc hạt. Bộ sản phẩm sử dụng được cho nhiều loại cây trồng. Bộ sản phẩm phân bón đầu trâu lót thúc và đầu trâu đón đồng nuôi củ quả Bình Điền Quảng Trị năng suất cao, tăng lợi nhuận.